Hai làng này chung một xã, đó là xã Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn. Và mảnh đất hoang trù quê ngoài này, bác Hồ đã sinh ra và gắn bó 5 năm cùng với ông bà ngoại, bố mẹ anh chị của mình. Di tích này gồm có 3 ngôi nhà, nằm trên mảnh vườn rộng gần 3.500 m². Nhà ngõ duy nhất trong di tích là nhà thờ của dòng họ Hoàng, họ của mẹ bác Hồ. Ngày đó ông ngoại của bác là tộc trưởng. Cụ lập ngôi nhà thờ từ năm 1881, thờ cũng thờ đời cổ nổi của mình. Trước đây dòng họ Hoàng này vốn phát tích từ thôn Vân Nồi, xã Hưng Tiến, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Dưới thời Lê Mạc thì có 2 ông tượng họ Hoàng được sai vào Nghệ An dẹp mặt. Thẳng mặt rồi họ không trở về Hưng Yên nữa, mà sống tại Nghệ An và lập ra dòng họ Hoàng. Thế hệ của ngoài bác Hồ chúng ta là thế hệ thứ 15. Mình chỉ biết trước đây nhà thờ chỉ được lập tranh và thương viên nữa thôi. Đến những năm 30, bà con nông dòng họ Hoàng gõ công của làng xây tường rồi. Bởi vậy năm 1961, bác quê bác hỏi rằng nhà thờ được xây tường lập ngõi từ 3 phần bạc. Sau đó trở ra thì bà còn nhìn về gốc mít bên cạnh. Ngày đó gốc mít vẫn còn xanh tốt, bác nói rằng chà, cái mít ngày xưa mà nay vẫn còn. Cây này trở nên nhiều quả, mùa nắng mọc nhưng mà ngọt. Ngày nhỏ thì bà cùng với anh chị thường ra đây trèo cây hái quả. Qua thời gian thì cây mít này đã bị lão hóa, bị chết vào tháng 2 năm 2020. Khu di tích Kim Liên ở đây đã xử lý và trưng bày bên này để cho khách tham quan. Đây là cây duy nhất mà mình còn giữ lại được, gắn bó với tuổi ấu thơ của bác Hồ. Nhà tranh lớn 5 gian phía trước anh chị nhìn thấy là nhà ông bà ngoài. Cụ ông là Hoàng Xuân Đường, cụ bà là Nguyễn Thị Kép. Ông ngoại của bác là thầy giáo, hàng ngày mở lớp học tại ngôi nhà này. Cho nên lát nữa vào thăm cái chỉ nhìn thấy 3 gian ngoài không được thân kín mà để như vậy. Tạo bầu không khí thoáng mát và đón ánh sáng từ ngoài vào. Lúc 7 giờ ông bà có 2 người con gái. Người con gái đầu lòng đó là cô Hoàng Thị Loan, sau này là mẹ của bác Hồ chúng ta. Người con gái thứ hai đó là Hoàng Thị An là dì của bác. Sau này ông bà còn đón thêm một người học trò về nuôi chăn học nữa. Đó là ông Nguyễn Sinh Sắc, bố bác Hồ. Trước đây ông Nguyễn Sinh Sắc vốn sinh ra làng Sen. Nhưng có một điều tiếc rằng lên 3 tuổi, ông mồ côi cha. 4 tuổi, ông mồ côi mẹ. Ngày đó ông ở với người anh cùng cha khắp mẹ là Nguyễn Sinh Thuyết. Nhà nghèo không có điều kiện đến trường. Mỗi lần chăn trâu cắt cỏ, ông Sắc lại thường mang sách đi theo để học. Vào dịp Tết Mậu Dần năm 1878, cụ Hoàng Đường có lên chúc Tết bà con ở làng Sen. Đi qua một cánh đồng, cụ nhìn thấy một cậu bé ngay Tết mà ngồi trên lưng trâu, tay cầm sách mãi đi đọc. Cụ là thầy giáo sao lòng thương người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cụ Hoàng Đường hết sức xúc động. Tìm hiểu ra và biết được cảnh ngộ thương tâm khổ ở Sinh Sắc, cụ đã lên làng Sen xin phép vào hang ở trên đó, đưa ông Sắc về đây nuôi rồi trực tiếp dạy cho học chữ. Ngôi nhà này chính là lớp học đầu tiên của bố bác Hồ. Người thầy đầu tiên đó là cụ Hoàng Đường, ông ngoại của bác. Sau một thời gian, mệnh tài đức của người học trò nghèo mồ côi, ông bà ngoại đã gả con gái đầu lòng là Hoàng Thị Loan cho Nguyễn Sinh Sắc. Năm 1883, lễ thành hôn của bố mẹ bác Hồ đã được tiến hành tại ngôi nhà năm gian này. Như vậy về đây, các anh chị hiểu rằng hạnh phúc mà bố mẹ bác có được là nhờ công lao to lớn của ông bà ngoại. Sau ngày làm lễ thành hôn rồi, thương con thương rể, ông bà mới cắt mảnh vườn 1 sao 3 thước từ nhà mình, dựng một ngôi nhà lại nhỏ 3 gian bên kia cho bố mẹ bác ra ở riêng. Đó chính là lý do vì sao bác mình lại sinh ra tại mảnh đất hoang trù quê mẹ. Xúc động trước cảnh nhà đơn sơ giản dị của bác Hồ, cụ nhà thơ Tổ Hữu đã từng viết 2 câu thơ rằng: 3 gian nhà trống đồn đưa võng, 1 chiếc giường con chiếu mỏng manh. Tại ngôi nhà nhỏ 3 gian bên đó, bà Hoàng Thị Loan mẹ của bác sinh được 3 người con yêu nước. Chị gái bác Hồ có Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1884.
Anh của bác là cậu Nguyễn Sinh Khiêm, sinh năm 1888. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, đúng vào mùa sen nở, trong ngôi nhà nhỏ ba gian bên đó, bác kính yêu của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời. Sinh ra thì bác được ông bà, bố mẹ đặt tên cho là Nguyễn Sinh Cung. Còn nguồn kinh tế của gia đình chủ yếu do một mình bà Hoàng Thị Loan lo liệu. Đêm đêm, bà ngồi vào chiếc khung cửi gian nhà thứ ba, dệt vải kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Những lúc như vậy, bà đặt con vào một cạnh võng. Vừa dệt vải, bà vừa dừng thoi đưa võng, hạ ru cả con mình ngủ. Tuổi thơ của bác được lớn lên trong những lời ru dân ca ngọt ngào của mẹ. Con ơi, mẹ dặn câu này, chăm lo đèn sách cho tày ảo cơm, làm người đỏ sạch sách thơm, công danh phủi nhẹ, nước non phải lên. Những lời ru của mẹ theo bác Hồ suốt cả cuộc đời. Sau này trong một lần bác hoạt động ở Thái Lan, giữa đêm khuya, ngay một bà mẹ Việt Kiều ru con bác trằn trọc mãi: nhớ mẹ, nhớ quê, không sao ngủ được. Sáng mai ra bác tâm sự với các đồng chí đi cùng rằng xa nhà chốc 70 niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Những ngày cuối đời khi bác sắp về thế giới bên kia, bác đã muốn nghe, khát khao được nghe một câu hát dân ca xứ Nghệ. Đó là lúc bác nhớ mẹ, nhớ quê rất nhiều. Trong ngôi nhà nhỏ ba gian bên đó, bác chúng ta sinh ra rồi gắn bó 5 năm. Còn 5 đến 10 tuổi thì bác đã cùng bố mẹ anh trai mình vào Huế nuôi bố bác ăn học. Quãng đường từ đây vào Huế dài gần 400 km. Nhà bác nghèo không đủ tiền thuê xe ngựa. Gia đình bác đi bộ ròng rã gần một tháng trời mới tới đất Kinh Đô. Vào đến Huế, cuộc sống vất vả, bà Hoàng Thị Loan lại sinh thêm người con thứ tư. Đó là cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai của bác. Lúc 7 giờ sinh con ông Tùng Thiệu cực khổ, nên bà lâm bệnh nặng. Sức khỏe của bà yếu dần, bà trút hơi thở cuối cùng tại đất Đế Đô khi tuổi đời của bà còn quá trẻ. Lúc đó bà mới có 33 tuổi thôi. Bà để lại trong sắc 4 người con thơ. Chỉ còn một tuần lễ nữa, nhân dân ta đón cái Tết Tân Sửu. Trong lúc bạn bè cùng lứa tuổi nô nức đi chơi chợ Tết Đông Ba, bác Hồ đã phải bế em đi xin sữa khắp nơi. Nhiều đêm em nhớ mẹ khát sữa gào khóc, thì bác cũng khóc theo. Không thể nào kịp nỗi đau đớn của bác Hồ khi mẹ qua đời. Lúc đó bác chúng ta mới 11 tuổi. Ông Sắc không thể sống cảnh gà trống nuôi con nơi đất khách quê người. Ông lại bồng bế dắt dịu cả con đi bộ từ Huế trở về mảnh đất này. Anh các chỉ hình dung ngày đi, bậc được cha cõng mẹ gánh. Ngày về cũng trên con đường đó bậc phải tự mình đi bù trong nỗi đau mẹ vừa mới mất. Về đây sửa các cháu đau buồn, ông bà ngoại đã nén đau thương, ôm các cháu vào lòng chăm sóc nuôi dưỡng. Sau đó một thời gian, ông Nguyễn Sinh sắc bù bậc đỗ được học vị phó bản. Nhà vua Thành Thái cho về vinh quy bãi tổ tại quê nhà. Ông Sắc đã cùng cả con tạm biệt mảnh đất hoàng trù quê ngoài này, trở về làng sen quê nổi của mình sinh sống. 16 tuổi bác theo bố vào Huế lần thứ hai. Lần ra đi ấy bác bôn ba tìm đường cứu nước. Khi bác về, bác đã là một cụ già 74 tuổi rồi. Nhân dân hoàng trù này cũng như lòng dân xứ Nghệ, không ai có thể ngờ được đó là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng bác về thăm quê mẹ của mình. Về đây sau khi thăm nhà thờ và nhà ông bà ngoại, đứng trước nhà nhỏ ba gian bên kia, bác nói rằng đây là nhà của bác. Bác đi nhiều nơi và ở rất nhiều ngôi nhà, nhưng về tới ngôi nhà tranh nhỏ ba gian bên đó, bác nói rằng đây là nhà mình.
Khi bước vào nhìn những kỷ vật trong nhà vẫn còn nguyên vẹn như xưa, Bác Hồ xúc động vô cùng. Bác cứ đứng lặng hồi lâu bên chiếc khung cửi, nơi ngày xưa mẹ tần tạo dệt vải bao đêm. Bác thăm lại cảnh võng chiếc giường nhỏ nơi nghỉ của mẹ, nơi ba chị em bác cất tiếng khóc chào đời. Sau khi thăm hết kỷ vật trong cả ba ngôi nhà này rồi, bác chúng ta mới lưu luyến tạm biệt mảnh đất hoang trù, về với làng sen quê nùi của mình. Hôm nay trong không khí cả nước vừa kỷ niệm Quốc Khánh, kỷ niệm 54 năm ngày bác đi xa, trong lòng mỗi người con đất Việt chúng ta, ai cũng nhớ tới công lao trời biển của Bác Hồ. Khánh các chị đã dành thời gian và tình cảm về thăm quê hương của bác. Điểm mà hai đoàn mình dừng chân ở đây là di tích Hoàng Trù quê ngoài, nơi Bác Hồ đã sinh ra rồi gắn bó 5 năm. Mảnh đất này chỉ được một lần duy nhất đón bác trở về, đó là ngày 9 tháng 12 năm 1961. Thì đó là toàn bộ nội dung hướng dẫn thuyết minh tại di tích Hoàng Trù quê ngoài. Sau khi thăm hiện vật trong cả ba ngôi nhà rồi, em xin kính mời các anh các chị tiếp tục trở về làng sen thăm quê nùi của bác. Xin gửi tới đàn lời chúc sức khỏe. Xin gửi các anh chị tự do tham quan cho bạn mình.